Căng thẳng Nga-Ukraine lên cao sau so cáo buộc tấn công Điện Kremlin mưu sát Tổng thống Putin. Đáng chú ý theo Ati, nhà máy lọc dầu Nga bốc cháy sau khi bị UAV của Ukraine tấn công. Chuyển sang cuộc chiến mèo vơn chuột, liệu Nga sẽ tung lực lượng không quân khổng lồ ở Ukraine? Theo cựu phi công Mỹ F-16 sẽ dễ dàng bị chấn áp bởi hệ thống phòng không của Nga. Giữa lúc ấy, quan chức cấp cao Nga cảnh báo nguy cơ xung đột vũ trang với Mỹ. Nga nói gì về cáo buộc triển khai vũ khí tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia? Ông Trump Wagner tiếp tục thổi bùng căng thẳng với giới lãnh đạo quân sự Nga. Từ năm 2011, cựu Tổng thống Mỹ Clinton đã biết xung đột Nga-Ukraine sẽ xảy ra. Ở diễn biến khác, Đan Mạch chi hàng tỷ đô la lấp lỗ hồng quốc phòng. Trung Quốc cảnh báo Canada lãnh hậu quả tồi tệ khi bôi nhọ vấn đề nhân quyền. Chuyên gia Mỹ phát hiện hoạt động tại bãi thử hạt nhân của Triều Tiên Các nhà biên kịch nổi tiếng Hollywood hóa trang thành nhân vật Star Wars tiếp tục đình công Bảo ta Stockholm ra mắt sản phẩm điêu khắc không tưởng từ công nghệ AI Các nước châu Mỹ ăn mừng kỷ niệm ngày chiến tranh giữa các vì sao quốc tế Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây Quý vị đang quay trở lại với chương trình tin quốc tế. Theo quý vị, cáo buộc UAV tấn công Điện Kremlin và mưu sát Tổng thống Vladimir Putin đã thổi bùng căng thẳng giữa Moscow và Kiev. Sự xuất hiện của các UAV không chỉ dừng lại ở đó. RT ngày 5 tháng 5 đưa tin, một nhà máy lọc dầu ở miền nam nước Nga đã bốc cháy vào sáng ngày thứ Sáu. Ngọn lửa bùng phát sau khi cơ sở này bị một máy bay không người lái của Ukraine tấn công, theo hãng tin Pasha. Theo RT, đã đăng đoạn video cho thấy khói đen bốc lên từ nhà máy lọc dầu Lenski nơi lực lượng chức năng nga thông báo là ngọn lửa đã nhanh chóng được dập tắt và không có ai bị thương vong. Cơ sở này cũng bị một số máy bay không người lái UAV tấn công vào ngày 4 tháng 5 gây ra một vụ hỏa hoạn khác theo hoa Nhiều cơ sở ở nga, bao gồm các nhà máy lọc dầu và kho chứa cũng như là sân bay quân sự đã bị UAV tấn công kể từ khi moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở ukraine. Hôm thứ năm, thống đốc sevastopol mikhail zaporozhev tuyên bố một UAV đã bị lực lượng không quân bắn hạ gần sân bay bambek ở Crimea. Tuần trước, UAV cũng đã tấn công các cảng dầu ở vùng Rostov và Krum. Natalia Kumenyuk, phát ngôn viên của Bộ Chỉ huy phía Nam thuộc quân đội Ukraine, cho biết vụ tấn công ở Krum là một phần của chiến dịch quy mô lớn do Kiev lên kế hoạch. Hiện phía Kiev chưa bình luận về thông tin của Ati. Thưa quý vị, theo Newsweek ngày mùng 5 tháng 5, lực lượng không quân Nga có thể hoạt động kém hiệu quả khi cuộc chiến mới nổ ra. Tuy nhiên, thông tin tình báo dò dỉ vào tháng trước cho thấy là Mỹ đang lo ngại về viễn cảnh Tổng thống Vladimir Putin có thể quay trở lại dùng lực lượng này để xoay chuyển tình hình trên chiến trường. Tài liệu của Lầu Năm Góc ngày 28 tháng 2 cho biết, các tên lửa dành cho hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa Bắc của Ukraine có thể cạn kiệt hoàn toàn vào tháng này. Kiev đã tận dụng chúng để nhắm mục tiêu máy bay tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo. Trong khi đó, lực lượng phòng công Ukraine đã bị suy yếu do các cuộc tấn công liên tục của Moscow và cơ sở hạ à tầng. Theo Newsweek, Tổng thống Putin có thể tạm gác lại tài sản lực lượng không quân trong xung đột. Nhưng đây vẫn là lực lượng lớn thứ hai thế giới, bao gồm 900 máy bay chiến đấu và 120 máy bay ném bom, vốn là quân át chủ bài để chống đỡ cuộc phản công tiềm tàng của Kiev. Jane Brugner, CEO công ty an ninh quốc tế Global Guardian, nói với Newsweek rằng Nga có ưu thế trên không gần như có thể áp đảo nhưng họ chưa đưa vào cuộc chiến. Phí đội trong kho dự trữ Nga lớn gấp 10 lần Ukraine, ông nói thêm. Theo chuyên gia, Mikoyan MiG-35, Sukhoi Su-35 và Sukhoi Su-57 là một phần của quân đội hiện đại có thể hạ bệ cuộc phản công của Ukraine nếu cứ ép điều động lực lượng xe tăng, xe bọc thép nhưng không có đủ lực lượng trên không. Vì vậy, Ukraine thực sự đối mặt với rủi ro nếu không có hệ thống phòng không thích hợp và không có nhiều lớp phòng không, chuyên gia Berner nói thêm. Đề cập đến các loại vũ khí nhằm đánh chặn máy bay, tên lửa ở nhiều độ cao khác nhau trong khi đó các quan chức lầu năm góc lo ngại Ukraine có thể bị đe dọa đặc biệt nếu máy bay nga được điều động để tấn công các vị trí đóng quân mục tiêu phá binh trên mặt đất đồng thời ông Putin sử dụng các tiêm kích hòng thay đổi cục diện giao tranh một phân tích vào tháng trước của chuyên gia Mark Kornishian tại trung tâm nghiên cứu chiến lược và quốc tế CSIS chỉ ra Ukraine có thể bảo vệ lực lượng quân sự bằng các hệ thống phòng không còn lại nhưng để bảo vệ các thành phố cơ sở hạ tầng thì không Chuyên gia nói với Newsweek, Nga không thích mạo hiểm trên không và sẽ không điều máy bay bay lượn trên bầu trời Ukraine trong thời gian tới. Nhưng khi Ukraine sắp hết tên lửa và về lâu dài không có thêm khí tài phòng không, thì Nga sẽ dần chiếm ưu thế trên không. Ông Kashian thông tin rằng đột nhiên Moscow sẽ điều các phi đội máy bay vô trương sức mạnh qua Kiev, nhưng chúng có thể lượn qua một số khu vực chiến trường và điều đó có thể mở rộng khi Nga thử nghiệm hệ thống phòng không. Chuyên gia nói thêm. Hồi tháng 4, Mỹ đã thông báo sẽ gửi thêm các tên lửa đánh chặn, đạn dược phòng không như một phần của gói viện trợ trị giá 2,6 tỷ đô la cho Kiev. Trong khi đó, NATO đã gửi một lượng nhỏ các hệ thống tầm trung để bảo vệ các thành phố và cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Mà khác chuyên gia Bonner nhận định, có những ẩn số trong cuộc chiến liệu rằng NATO và Mỹ có lặng lẽ chuyển giao các hệ thống phòng không nhiều lớp tới Ukraine hay không? Và liệu ông Putin có mạo hiểm triển khai máy bay tiên tiến nhất đánh cược ở chiến trường hay không? chúng ta đã trải qua cuộc chiến tiêu hao và giờ đây đang bước vào giai đoạn tiếp theo một chút giống kiểu mèo vườn chuột liệu nato có triển khai lực lượng phòng thủ của họ hay không nga sẽ giới thiệu các lực lượng không quân tiên tiến nhất và điều đó sẽ tác động thế nào tới cuộc phản công của ukraine tất cả hiện vẫn là ẩn số chuyên gia đặt câu hỏi Thưa quý vị, ngoài số vũ khí trị giá hàng tỷ đô la mà Hoa Kỳ và các đồng minh đã cung cấp cho Ukraine, Kiev nhiều lần kêu gọi phương Tây viện trợ máy bay chiến đấu F-16 do Mỹ sản xuất để thay thế phi đội gồm có MiG-29 và Su-27. Tuy nhiên, các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư của Mỹ có thể sẽ không giúp ích được nhiều cho Ukraine trong một chiến trường hiện đại. Trang tin Sputnik Global ngày 5 tháng 5 đưa tin. Trang tin Sputnik trích lời cựu phi công không quân Mỹ John Venable cho rằng bởi không có tính năng tàng hình, các chiến đấu cơ F-16 sẽ dễ dàng bị chấn áp bởi những mối đe dọa cao. Ông John Fnab giải thích, hệ thống phòng không tiên tiến S-400 của Nga sẽ dễ dàng qua mặt hệ thống nhắm mục tiêu của F-16. Hơn nữa, S-400 có thể nhắm mục tiêu F-16 trước khi chiến đấu cơ này khai hỏa bom đường kính nhỏ SDB. Vì vậy, ngay cả khi có F-16, Ukraine cũng khó có thể thay đổi cục diện trên chiến trường, cũng không thể rút ngắn thời gian thực hiện cuộc phản công. Được biết khi còn là phi công từ năm 1980 đến năm 1990, ông John Vinab từng sử dụng F-16 để chống lại tên lửa đất đục không SA-6 và SA-11 của Liên Xô. Vào thời điểm đó, F-16 cũng được hỗ trợ bằng các loại tên lửa chống bức xạ tốc độ cao Haram. Ông chia sẻ, khi chiến đấu hơn 30 năm trước, có thể tôi sẽ bị bắn hạ nhưng vẫn có khả năng tiêu diệt mục tiêu. Giờ đây không có cơ hội nào đối với các chiến đấu cơ F-16 theo trang tin Sputnik, các chuyên gia phương Tây từng đề cập đến những vấn đề của F-16 và cho rằng khí tài này không thể trụ lại trên chiến trường Ukraine. Vào tháng 1, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Shing nói rằng F-16 sẽ là một vấn đề thách thức bởi các phi công Ukraine cần phải được đào tạo mới có thể sử dụng thành thạo. Cho đến nay, việc gửi F-16 cho Ukraine vẫn chưa được Mỹ thảo luận. Chỉ có các thành viên NATO là Ba Lan và Slovakia cam kết cung cấp một số máy bay MiG-29 cho Kiev. Phát biểu hôm 3 tháng 5, Yuri Ignat, đại diện chính thức của lực lượng không quân Ukraine thừa nhận rằng các nước phương Tây đang do dự trong việc gửi chiến đấu cơ F-16 khi một số quốc gia thành viên NATO vẫn nằm trong danh sách chờ mua của Mỹ nhiều năm qua. Về phía Nga, Điện Kremlin từng cảnh báo viện trợ từ Mỹ và đồng minh sẽ chỉ làm kéo dài xung đột ở Ukraine. Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh rằng các nước NATO đang đùa với lửa và bất kỳ đoàn xe vũ khí nào từ Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Moscow. Cũng nói về quan hệ chắc trở giữa hai cường quốc quân sự, một vị quan chức cấp cao Nga gần đây đã cảnh báo Nga và Mỹ đang đứng trên bờ vực của một cuộc xung đột vũ trang. Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Dryabkov nói với kênh Fox Channel thuộc Nga rằng Moscow đang làm việc để đảm bảo điều đó không xảy ra. Tass dẫn lời ông Ryabkov ngày 4 tháng 5 cho biết Moscow và Washington đang liên lạc khi cần thiết, bao gồm cả cấp cao. Nhưng ông nói rằng Washington từ lâu đã là một bên trực tiếp tham gia xung đột ở Ukraine và có mục đích tiêu diệt nước Nga. Tuyên bố trên xuất hiện sau khi Nga cáo buộc Mỹ có liên quan đến vụ tấn công bằng máy bay không người lái và điện Kremlin. Nỗ lực mưu sát ông Putin, cả hai cáo buộc đều bị Kiev và Washington phủ nhận. Ông John Kibai, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ gọi cáo buộc Mỹ chỉ đạo Ukraine thực hiện vụ tấn công là lố bịch. Ukraine gần đây đã cáo buộc nga đặt vũ khí, chất nổ và thiết bị quân sự tại một trong các đơn vị của nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ở miền nam Ukraine. Kiev cho biết là họ đã nhận được thông tin này trong cuộc họp với các đại diện của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế. Tuy nhiên, CNN ngày 5 tháng 5 đưa tin nga bác bỏ cáo buộc này. Nếu xảy ra tình huống khẩn cấp tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia với khả năng chất phóng xạ phát tán vào môi trường, hậu quả không chỉ ảnh hưởng tới Ukraine mà còn lan ra các khu vực khác, một cơ quan Ukraine tuyên bố, kêu ép đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế có phản ứng thống nhất và quyết đoán đối với các hành động của Nga. Tuy nhiên, ông Vladimir Rogov, quan chức thân Nga ở Zaporizhia, gọi những tuyên bố này là dối trá. "Chúng tôi không sử dụng nhà máy điện hạt nhân như một cơ sở quân sự. Điều này đã được chứng minh và xác nhận", ông Rogov nói với hãng thông tấn nhà nước Nga TASS. Đứng giữa một cánh đồng nơi những chiến binh nở ngã xuống, ông trùm lính đánh thuê Yevgeny Prigozhin chỉ trích gay gắt các chỉ huy quốc phòng hàng đầu Nga về những tổn thất mà nhóm này phải gánh chịu ở Ukraine. Tuyên bố được ông đưa ra trong một đoạn video công bố vào ngày 5 tháng 5, theo Reuters. Ông Prigozhin tiếp tục nhóm lên căng thẳng dai dẳng với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu và Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov Thủ lĩnh Wagner cáo buộc lực lượng của mình đã bị ngó lơ, không được cung cấp đủ đạn dược. Trong đoạn video sử dụng lời lẽ khó nghe, ông Prigozhin hét lên và nói rằng những tổn thất của Wagner đáng lẽ nhỏ hơn gấp 5 lần nếu nhóm được cung cấp đạn dược đầy đủ. Những chàng trai Wagner đến đây với tư cách là lính tình nguyện viên và họ đang chết dần chết mòn để các ngài hưởng lợi trong văn phòng của mình, ông Prigozhin tuyên bố. Wagner đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào thành phố Bakhmut, nhưng từ năm ngoái, ông Trùm Prigozhin bày tỏ các chỉ trích công khai đối với các chỉ huy quốc phòng Nga, cáo buộc họ kém cỏi và cố tình không cung cấp đạn dược do thù hành cá nhân với ông. Trong những tuần gần đây, ông đã kiềm chế những lời chỉ trích công khai vào bộ trưởng Siko, mặc dù vậy ông vẫn ám chỉ Wagner chịu nhiều thương vong là do thiếu đạn dược. Cũng nói về khủng hoảng Ukraine, tờ Financial Times sáng mùng 5 tháng 5 đăng tải những phát biểu của cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton. Trong đó, ông Clinton nói rằng từ năm 2011, ông đã biết việc Tổng thống Putin đưa quân tới Ukraine chỉ là vấn đề thời gian. Kê bút Joshua Chaffin của tờ Financial Times viết rằng ông Bill Clinton cho biết vào năm 2011, sau cuộc đối thoại khá lạnh nhạt với Tổng thống Nga ở Thụy Sĩ, ông đã nhận ra rằng xung đột ở Ukraine chỉ là vấn đề thời gian. Trong cuộc gặp đó, ông Clinton, ông Putin đã từ chối một thỏa thuận do Mỹ làm trung gian được cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin đồng ý, rằng Nga sẽ tôn trọng chủ quyền lãnh thổ Ukraine để đổi lấy việc Kiev từ bỏ kho vũ khí hạt nhân với Liên Xô. Vào năm 2011, tức là 3 năm trước khi Nga sắp nhập Crimea, ông Putin đã nói rằng ông không đồng ý thỏa thuận mà Mỹ đã đạt được với ông Yeltsin. Cựu Tổng thống Mỹ cho hay. Bên cạnh đó, bà Hillary Clinton đã nói về cách xung đột có thể kết thúc. Bà lập luận rằng để chấm dứt chiến sự, Ukraine phải đánh bại Nga hoặc ít nhất giành lại lãnh thổ đã mất ở phía đông kể từ khi xung đột nổ ra. Ukraine cần đòn bẩy. Tôi không tin tưởng ông Putin tại bàn đàm phán trong bất kỳ trường hợp nào, trừ khi Ukraine có đủ đòn bẩy", bà Hillary Clinton bình luận. Theo NHK, ngày 5 tháng 5, quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ nhận định, Nga đang gặp khó khăn để tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn do thiếu đạn dược. Giám đốc tình báo quốc gia Oren Hanes nói với Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào hôm 4 tháng 5 rằng, giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở miền đông Ukraine giữa các lực lượng Nga và Ukraine. Tuy nhiên, bà Erwin Harnes nói, trong tháng 4, các lực lượng của Moscow đã giành được ít lãnh thổ hơn so với bất kỳ tháng nào trước đó trong năm nay. Họ dường như chuyển từ tấn công sang phòng thủ, dọc theo chiến tuyến. Theo bà Harnes, Nga đang đối mặt với sự thiếu hụt đạn dược đáng kể và gặp hạn chế về nhân sự. Bà nói thêm, Nga sẽ gặp nhiều thách thức hơn để duy trì các chiến dịch phản công, trừ khi nước này ban bố huy động quân bắt buộc và đảm bảo nguồn cung cấp đạn dược. Nói về khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, bà nói điều đó rất khó xảy ra, theo đánh giá hiện tại của chúng tôi. Theo vị quan chức Mỹ, các lực lượng Ukraine vẫn đang hoàn thiện các ưu tiên cụ thể để quyết định về thời gian và quy mô cuộc phản công, hỗ trợ của phương Tây sẽ rất quan trọng trong việc Kiev chuẩn bị kế hoạch và lực lượng, bà Hannes nói thêm. Thời gian qua, giữa bối cảnh tình hình an ninh bất ổn, nhiều quốc gia đã ra sức kiện toàn năng lực quốc phòng của mình. Đan Mạch là một trong số đó. Tuy nhiên, hãng tin Sputnik của Nga mới đây chỉ ra, quốc gia Bắc Âu đã chi tiêu phung phí trong lúc nỗ lực củng cố quân đội và ủng hộ cho Ukraine trong cuộc chiến với Nga. Tình trạng trên ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngân sách, khiến chính phủ nước này phải hủy bỏ một ngày lễ phổ biến của Cơ đốc giáo để bù đắp thâm hụt. Đan Mạch đã thông báo đầu tư khoản tiền tương đương 5,6 tỷ đô la để hiện đại hóa nền quốc phòng trong 10 năm tới và khắc phục tình trạng quản lý yếu kém do các quyết định chính trị sai lầm. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng nước này cho biết là sẽ phân bổ khoảng 4 tỷ đô la đầu tư thiết bị, xây dựng hạ tầng, phát triển công nghệ thông tin và nhân sự, khoản còn lại sẽ được dùng cho các nguồn lực tăng cường phòng thủ khác giữa bối cảnh địa chính trị phức tạp như hiện nay bộ trưởng quốc phòng troen long cho biết chúng ta phải thừa nhận rằng các chính trị gia đã đưa ra một số nhận định sai lầm và giờ đây đất nước phải đối mặt với nhiệm vụ khôi phục nguồn quỹ dành cho quốc phòng truyền thông đan mạch đã mô tả quá trình trên là nỗ lực lấp lỗ hỏng trước đó kết quả từ một cuộc kiểm toán lớn trong lực lượng vũ trang đã hé lộ nhiều thiết bị và doanh trại của đan mạch đã bị hao mòn nghiêm trọng trong khi nguồn nhân lực thiếu hụt đáng kể quân đội cũng gặp thách thức lớn trong lĩnh vực công nghệ thông tin Đợt ra soát trên chính là động lực thúc đẩy các cuộc đàm phán để phân bổ thêm ngân sách cải thiện năng lực quân đội. Trong khi tuyên bố tăng mức chi tiêu quân sự, Đan Mạch cũng có kế hoạch đạt được mức chi 2% GDP dành cho quốc phòng mà NATO đặt ra trước năm 2030. Chính phủ Đan Mạch cũng tích cực tham gia các nỗ lực của EU nhằm cung cấp cho Ukraine thiết bị và tài chính để nước này tiếp tục đối phó với Nga trong cuộc xung đột kéo dài. Thời gian qua, Copenhagen đã quyên góp nhiều khí tài cho Kiev, từ xe tăng chiến đấu Leopard và tên lửa hải quân đến đạn dược và kính quan sát ban đêm. Các chính trị gia Đan Mạch cấp cao bao gồm Thủ tướng Mette Frederiksen đã tự hào rằng đất nước mình đã nhiệt thành viện trợ cho Ukraine nhiều nhất có thể so với quy mô kho vũ khí còn khiêm tốn của mình. Theo Sputnik, cam kết quá trớn của Đan Mạch về quân sự đã gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước, khiến chính phủ phải hủy bỏ một ngày lễ lâu đời của cơ đốc giáo gọi là ngày cầu nguyện vĩ đại để bổ sung nguồn tài chính đang cạn kiệt. Quốc gia Bắc Âu cũng có kế hoạch giảm sự hiện diện ở Iraq từ năm 2024 và chuyển sang tập trung vào các nước Baltic Đan Mạch cũng đã triển khai một tiểu đoàn khoảng 1.200 lính hỗ trợ NATO bảo vệ khu vực. Tiểu đoàn này có thể được triển khai đến Latvia. Vào giữa tháng 4 và tháng 6 mỗi năm, tuy nhiên Sputnik cho biết những kế hoạch trên có thể thất bại do thiếu hụt nhân lực. Theo các báo cáo, hiện không có trung đoàn nào trong quân đội Đan Mạch có thể hoạt động hết sức mạnh. Tình trạng thiếu hụt quân số đã dao động từ 1 phần 10 lên 1 phần 3. Lực lượng hải quân cũng không khá hơn khi các hoạt động tuần tra Bắc Âu đã phải tạm ngừng để các thủy thủ ngủ nghỉ do không có đủ nhân lực để tuần tra 24 trên 7. Ở diễn biến căng thẳng khác, Trung Quốc vừa chỉ trích gai gắt khi Thủ tướng Canada Justin Trudeau có bình luận nghi ngại ngành sản xuất lithium của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới sử dụng lực lượng lao động nô lệ. Bắc Kinh cảnh báo Ottawa có thể lãnh hậu quả tồi tệ nếu tiếp tục đánh giá tiêu cực về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Thông tin được Trudeau Online đăng tải vào hôm 5 tháng 5. Trong chuyến thăm Mỹ hồi tuần trước, khi thảo luận về nỗ lực của Ottawa trong việc tăng cường sản xuất kim loại, sử dụng trong phương tiện chạy bằng điện và các loại pin, Thủ tướng Canada Justin Trudeau đã gắn ghép sản phẩm lithium được sản xuất ở Trung Quốc với lao động nô lệ mà không giải thích chi tiết. Trong một tuyên bố hôm 3 tháng 5, Đại sứ quán Trung Quốc tại Ottawa chỉ trích, ông Trudeau đã có phát ngôn không tôn trọng sự thật, trắng đen lẫn lộn, Trung Quốc thực sự bất mãn và phản đối kịch liệt điều này. Phía Bắc Kinh cáo buộc Thủ tướng Trudeau thao túng chính trị dưới vỏ bọc nhân quyền và tìm cách hạ bị Trung Quốc. Chúng tôi kêu gọi Canada hãy tự soi xét và ăn năn với hành vi sai trái, đồng thời thực hiện các bước đi cụ thể để giải quyết vấn đề nhân quyền nghiêm trọng ở chính đất nước mình. Phía Canada nên tôn trọng sự thật, gạt bỏ định kiến và ngừng bôi nhọ ác ý đối với tình hình nhân quyền ở Trung Quốc. Nếu không, Canada chắc chắn sẽ lãnh hậu quả nghiêm trọng, Đại sứ quán Trung Quốc gai gắt. Cũng nói với Trung Quốc, TASS ngày 5 tháng 5 dẫn lời Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương tuyên bố, Nước này sẵn sàng đóng góp thiết thực vào việc giải quyết khủng hoảng Ukraine với sự hợp tác của Nga. Nhà ngoại giao Trung Quốc đã có cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov ở Ấn Độ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc trích lời ông Tần Cương cho rằng Trung Quốc sẽ kiên trì hỗ trợ và thúc đẩy các cuộc đàm phán hòa bình. Chúng tôi sẵn sàng đóng góp thiết thực và giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine thông qua liên lạc và phối hợp với Nga. Trong cuộc họp, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc cho biết, mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Moscow đã tăng cường sau chuyến thăm Nga gần đây của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ngoài ra, hai bên đã tái khẳng định cải thiện sự phối hợp trong các tổ chức quan trọng như là Tổ chức Hợp tác Thượng Hải SCO, BRICS, nhóm 20, G20 và Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, hãng thông tấn TASS ngày 5 tháng 5 cho hay là Triều Tiên đang xây dựng lại các cơ sở tại bãi thử hạt nhân Pongiri, một khu vực đã bị phá hủy vào năm 2018. Theo hình ảnh được các chuyên gia Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược của Quốc tế của Mỹ cung cấp, các đường dẫn đến hầm số 4 trước đây bị sập nhưng đã được xây dựng lại. Bên cạnh đó, hai tòa nhà nhỏ mới đây cũng đã xuất hiện gần đường dẫn. Hình ảnh khác cũng cho thấy các đường dây cáp chạy từ hai công trình gần đó dẫn vào một hầm khác. Mặc dù hoạt động được quan sát gần đây không phải là dấu hiệu rõ ràng cho thấy một vụ thử hạt nhân sắp xảy ra, tuy vậy vụ thử hạt nhân thứ bảy gần như chắc chắn sẽ diễn ra tại cơ sở thử nghiệm hạt nhân Pungiri. Các chuyên gia của Mỹ nhận định, được biết vào tháng 2 năm 2005, Triều Tiên tuyên bố Bình Nhưỡng chỉ sở hữu vũ khí hạt nhân với mục đích tự vệ và gian đe. Vào tháng 10 năm 2006, quốc gia này tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên dưới lòng đất tại bãi thử Punggye-ri ở tỉnh Hangyongbukto. Theo ước tính của phương Tây, năng suất của vụ nổ này chưa đến 1 kiloton TNT. Sau đó, Triều Tiên thực hiện 5 lần thử hạt nhân tiếp theo với vụ thử thứ tư và vụ thử thứ sáu là thử nghiệm nhiệt hạch. Vào năm 2018, Triều Tiên tuyên bố sẽ dỡ bỏ bãi thử Pungkiri và cho nổ tung các đường hầm cùng với nhiều tòa nhà trước sự chứng kiến của báo chí nước ngoài. NHK ngày 5 tháng 5 dẫn lời quan chức tình báo hàng đầu của Mỹ cảnh báo giao tranh giữa các lực lượng vũ trang Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ở Sudan có thể sẽ kéo dài. Giám đốc tình báo quốc gia Alvin Harnas đánh giá là cả hai bên tham chiến đều tin rằng họ có thể giành chiến thắng về mặt quân sự và có ít động lực để ngồi vào bàn đàm phán. Bà Alvin Harnas nói thêm rằng cả hai bên đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Điều này có thể làm leo thang xung đột và gây ra tác động lan rộng trong khu vực. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng bạo lực đang diễn ra ở Sudan là một thảm kịch và đó là sự phản bội đối với yêu cầu của người dân với chính phủ dân sự và quá trình chuyển đổi sang chế độ dân chủ. Chủ nhân Nhà Trắng đã ký một sắc lệnh mở đường cho các biện pháp trừng phạt đối với những cá nhân được coi là mối đe dọa đối với hòa bình, an ninh và ổn định ở Sudan. Những người bị nhắm mục tiêu bao gồm những người sử dụng bạo lực chống lại dân thường hoặc vi phạm nhân quyền. Những người Mỹ gốc Sudan ngày 4 tháng 5 đã tập trung tại một tàu hải quân Mỹ tại cảng ở Jeddah tìm cách thoát khỏi cuộc xung đột dữ dội quốc gia châu Phi. Trong khi đó, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ phối hợp với các đồng minh và đối tác cũng như với Bộ Quốc phòng Mỹ đã tạo điều kiện để hơn 2.000 người rời khỏi Sudan kể từ khi bạo lực bùng phát vào tháng trước. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vora Patel ngày 4 tháng 5 nói với báo giới, Washington đã tạo điều kiện cho ít nhất 1.300 công dân Mỹ rời khỏi Sudan kể từ khi bắt đầu giao tranh vào ngày 15 tháng 4. Cuộc xung đột đã khiến cho hàng trăm người thiệt mạng, gây ra một thảm họa nhân đạo ở quốc gia châu Phi. Theo Reuters, mối lo ngại gia tăng khi hơn 30.000 người chạy trốn khỏi Sudan đang tìm nơi trú ẩn ở nước láng giềng Nam Sudan. Một quan chức của chương trình lương thực thế giới cảnh báo đã có 7,4 triệu người ở Nam Sudan cần viện trợ lương thực. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, các nhà biên kịch nổi tiếng của Hollywood ngày 4 tháng 5 đã hóa trang thành các nhân vật trong bộ phim nổi tiếng Chiến tranh giữa các vì sao khi cuộc chiến của họ chống lại các hãng phim Hollywood bước sang ngày thứ ba. Danny Farahani, một biên kịch đã hóa trang thành nhân vật Bob Fett trong Chiến tranh giữa các vì sao cho biết đây là ngày 4 tháng 5, chúng tôi cũng mong muốn có sức mạnh trở thành những chiến binh tiếp tục cuộc chiến này có khoảng 11.500 thành viên của Hiệp hội Biên kịch Mỹ đã tiến hành đình công, yêu cầu đóng cửa các chương trình truyền hình đêm khuya, tăng lương cao hơn trước. Chúng tôi đang yêu cầu một khoản tiền nhỏ, 2% lợi nhuận. Tôi nghĩ khi mọi người nghĩ về các nhà văn, họ sẽ lầm tưởng chúng tôi là những triệu phú trong các biệt thự. Họ lầm tưởng chúng tôi giống với chủ sở hữu của những hãng phim này. Danny Fernandez, một nhà văn kiêm diễn viên, nói với Reuters. Cuộc đình công đã khiến việc sản xuất các chương trình trò chuyện đêm khuya tạm dừng và có thể làm gián đoạn mùa truyền hình mùa thu. Minh tinh Drew Barrymore tuyên bố ngừng dẫn chương trình Move and TV Edward để hưởng ứng cuộc đình công. Một nhà kinh tế từ Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc FAO gần đây cảnh báo rằng ngày càng nhiều người trên thế giới đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp độ cao. Báo cáo toàn cầu về khủng hoảng lương thực 2023 được công bố gần đây kết luận rằng khoảng 258 triệu người cần viện trợ lương thực khẩn cấp vào năm 2022, tăng từ 193 triệu người vào năm trước đó. Ông Massimo Torero, một nhà kinh tế trưởng của FAO đã phát thảo nguyên nhân và hậu quả của cuộc khủng hoảng lương thực đang tác động đến thế giới hiện nay trong một cuộc họp báo tại trụ sở của Liên Hợp Quốc. Giờ đây, người dân đang đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực cấp độ cao, mức độ phổ biến cũng cao. Nếu chúng ta xem xét 10 quốc gia có khủng hoảng lương thực lớn nhất về mức độ, thì nước đầu tiên sẽ là Cộng hòa Dân chủ Congo, nước thứ hai sẽ là Ethiopia, sau đó là Afghanistan, Nigeria, Yemen, Myanmar, Syria, Sudan, Ukraine và Pakistan, ông Toledo nói. Theo nhà kinh tế trưởng, tại 25 quốc gia bị ảnh hưởng bởi khủng hoảng lương thực, hơn 53 triệu người phải di rời trong nước, hơn 19 triệu người trên thế giới đã trở thành người tị nạn hoặc phải xin tị nạn. Ông cũng lưu ý rằng tình trạng suy dinh dưỡng toàn cầu cho thấy ở các khu vực có mức độ an ninh lương thực cấp tính, tỷ lệ trẻ em gầy còm cao. Theo nhà kinh tế trưởng, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng là do xung đột, dịch COVID-19, khủng hoảng Ukraine cũng phát biểu tại cuộc họp báo, ông Adib Hussein, nhà kinh tế trưởng của chương trình Lương thực thế giới, WFP, nhấn mạnh áp lực kinh tế đang làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng ở nhiều quốc gia. Quốc gia của bạn đang gặp rắc rối nếu có nợ cao, chịu lạm phát lương thực cao, đồng tiền mất giá, lãi suất cao và phải nhập khẩu lương thực, nhiên liệu hay phân bón. Và thật không may, hiện có hàng chục quốc gia đang gặp phải tình trạng này, ông Hussein nói thêm. Thưa quý vị, sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và kỹ thuật truyền thống vừa tạo ra một sản phẩm điêu khắc không tưởng được trưng bày tại Bảo tàng Khoa học và Công nghệ ở Stockholm. Reuters ngày mùng 5 tháng 5 cho hay bức tượng thép không dỉ nặng 500kg và cao 150cm được tạo ra dựa trên công nghệ mới nhất từ trí thông minh nhân tạo AI. Công ty sản xuất thiết bị gia công kim loại Chavik của Thụy Điển, doanh nghiệp thực hiện tác phẩm cho biết bức tượng được thiết kế bằng cách kết hợp nhiều mô hình AI dựa trên tác phẩm của 5 nhà điêu khắc sử dụng một số ý tưởng nổi tiếng nhất của họ, chẳng hạn như tư thế mất thăng bằng năng động của Michelangelo hay cơ bắp và khả năng phản chiếu của Turing. Các nguồn cảm hứng khác cho tác phẩm được lấy từ Kache Kongwit, Takamura Kotaro và Augusta Savage. Nhà khoa học máy tính Robert Luciani, người tạo ra bản thiết kế của bức tượng chia sẻ, thách thức lớn nhất là làm thế nào để hội tụ tinh hoa của năm nghệ sĩ từ các thời đại khác nhau vào một tác phẩm. Đối với quá trình chế tác, Jacob Peterson, chuyên viên công ty Sandvik, cho biết là quá trình gia công khá khó khăn bởi vật liệu được sử dụng là thép không dỉ. Ngoài ra trước đây các nhân viên thường làm việc với các chi tiết máy với bề mặt phẳng hoặc hình trụ. Bức tượng này lại có bề mặt phức tạp, với hình dáng tự do. Được biết, công ty Chalmix đã sử dụng 2,5 tấn thép không gì để tạo nên tác phẩm không tưởng này. Tất cả vật liệu không sử dụng sau khi gia công đều đã được tái chế. Reuters mới đây đưa tin, Bảo tàng lịch sử tự nhiên quốc gia Hoa Kỳ hôm 4 tháng 5 đã tưng bừng tổ chức lễ cắt băng trong không khí sôi động của nhạc diễu hành, khai trương Trung tâm Khoa học Giáo dục và Đổi mới Rochakwinder tại New York, Mỹ. Trung tâm rộng hơn 21.000m2 bao gồm khu nuôi bướm của gia đình Davis, khu nuôi côn trùng của gia đình Chuchens và Peter Solomon, với 18 loài côn trùng sống và lối vào sảnh đá quý và khoáng sản Alushan và Roberto Minon. Cơ sở hoạt động quanh năm tập trung vào lĩnh vực khoa học và giáo dục. Sean Dicatur, Chủ tịch Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ cho biết, đây là một dự án thực sự mất khoảng 10 năm để thành hiện thực, và tất nhiên phải thực hiện điều đó trong suốt thời gian xảy ra đại dịch. Việc mở cửa vào lúc này khi chúng ta đã cùng nhau vượt qua đại dịch và thành phố đang hồi phục trở lại là một thời điểm thực sự thú vị. Đại dịch Covid đã lấy đi của tất cả chúng ta rất nhiều thứ và chúng ta vẫn đang trong quá trình phục hồi. Thị trưởng thành phố New York Eric Adam cho biết và chúng ta có thể bắt đầu việc chữa lành đó ở những không gian như thế này. Đây là một khoản đầu tư vào xã hội, tinh thần và hạnh phúc của con người. Tôi tin rằng việc khai trương trung tâm mới này là sự khởi đầu hoàn hảo mà chúng ta sẽ có được ở thành phố này. Mọi người nên đến đây. Đây sẽ là thánh địa của sự chữa lành tâm hồn bằng cách khai phóng tư duy. Chúng tôi thực sự hy vọng rằng khi mọi người bước vào, họ sẽ trải nghiệm cảm giác kỳ diệu về thế giới tự nhiên, ông Dikatu nói. Tòa nhà này thiết kế mô phỏng trải nghiệm về thế giới tự nhiên mang đến cho mọi người cảm giác về thế giới tự nhiên và kết hợp điều đó với các buổi triển lãm kết nối khoa học mà chúng tôi thực hiện, đồng thời truyền cảm hứng kích thích sự tò mò và trí tưởng tượng của khách tham quan. Được biết, Bảo tàng lịch sử tự nhiên Hoa Kỳ được thành lập vào năm 1869. Theo Reuters, những người hâm mộ bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao ở các nước Mỹ Latin đã hào hứng hóa trang thành các nhân vật yêu thích của họ trong loạt phim điện ảnh nổi tiếng nhân kỷ niệm ngày Chiến tranh giữa các vì sao quốc tế hôm 4 tháng 5 vừa qua. Tại lễ hội Chuyện tranh Lima, những người hâm mộ bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao ở Peru đã hóa trang thành các nhân vật trong phim để ăn mừng loạt phim nổi tiếng của đạo diễn tài ba George Lucas, đồng thời tổ chức các trận đấu kiếm ánh sáng và chụp ảnh cùng với các nhân vật cosplay khác trong khi đó tại la paz thủ đô của bolivia người hâm mộ đã tập trung tại dạp chiếu phim của thành phố để thưởng thức một cuộc thi marathon điện ảnh và các trận đấu kiếm trên sân khấu đối với những người hâm mộ công chúa lia và chadvader tại caracas ở venezuela họ đã hào hứng chụp ảnh kỷ niệm cùng nhau khi thưởng thức buổi trình diễn cosplay các nhân vật trong bộ phim được biết những người đam mê loạt phim chiến tranh giữa các vì sao thường kỷ niệm câu chuyện không gian nổi tiếng bằng cách hô vang hoặc tweet khẩu hiệu May the be with you với ý nghĩa mong ngày 4 tháng 5 luôn bên bạn một cách chơi chữ dựa trên câu nói quen thuộc của bộ phim May the be with you một câu chúc gọi thần lực tương đương lời chúc ai đó thành công hoặc gặp nhiều may mắn Thưa quý vị, kênh CCTV cho hay, hội trợ xuất nhập khẩu Trung Quốc lần thứ 133 với tên gọi là Canton Fair đã đón nhận hơn 2,7 triệu lượt khách tham quan từ khi khai mạc vào ngày 15 tháng 4 tại thành phố Quảng Châu. Kênh CCTV hôm mùng 5 tháng 5 đưa tin các gian hàng tại hội trợ Canton vẫn chật kín khách hàng khi các nhà triển lãm mang đến vô số sản phẩm mới một khách hàng nước ngoài có mặt tại hội trợ cho biết so với trước khi xảy ra covid hoạt động tại triển lãm giờ còn nhộn nhịp hơn hẳn là nhiều người muốn chờ xem những sự kiện mới tại hội trợ lần này được biết ra mắt vào năm 1957 và được tổ chức hai lần hàng năm vào mùa xuân và mùa thu hội trợ canton được xem là phong vũ biểu về hoạt động ngoại thương của trung quốc bằng cách tận dụng ảnh hưởng từ hội trợ canton tỉnh quảng châu đã tổ chức 56 sự kiện triển lãm kinh tế và thương mại trong quý một năm nay các quan chức địa phương cho biết đang lên kế hoạch để tổ chức nhiều hoạt động triển lãm quốc tế mang tính chuyên nghiệp khi thành phố muốn xác lập vị trí là trung tâm thương mại thế giới. Chúng tôi sẽ tổ chức nhiều triển lãm nổi tiếng như hội trợ Canton và dựa trên cơ sở này, thực hiện các hoạt động như các cuộc gặp gỡ, sự kiện kết nối doanh nghiệp và những buổi trình diễn thời trang. Yang Chui, Giám đốc Phòng Dịch vụ Thương mại thành phố Quảng Châu cho biết thêm. Video được quay bằng drone vào ban đêm ngày 4 tháng 5 cho thấy hình ảnh đồng hồ Big Bang của London để chiếu sáng trước lễ đăng quang của vua Charles III vào cuối tuần này. Địa điểm lịch sử của London chiếu sáng nhiều màu từ xanh lam đến đỏ khác nhau, bố là các màu trên lá cờ Vương quốc Anh. Vua Charles sẽ đăng quang vào ngày 6 tháng 5 tại tu viện Westminster trong một buổi lễ lộng lẫy, long trọng với những truyền thống có từ 1.000 năm trước. Khác với nghi lễ của nữ hoàng Elizabeth, lễ đăng quang của ông sẽ quy mô thu gọn hơn. Các nhà khoa học từ Viện Công nghệ Liên bang Thụy Sĩ EPFL vừa phát triển thuật toán máy học mới có tiềm năng hé lộ cấu trúc ẩn giấu trong việc não ghi nhớ dữ liệu và dự đoán thông tin phức tạp, chẳng hạn như thế giới trông như thế nào dưới đôi mắt loài chuột. Gọi là Zebra, thuật toán xây dựng các mô hình mạng lưới thần kinh nhân tạo có thể nắm bắt sóng não với độ chính xác cao. Theo nghiên cứu đăng trên ấn phẩm khoa học Nature, hôm 3 tháng 5, các nhà nghiên cứu đã chứng minh khả năng của thuật toán mới bằng cách tái hiện những gì một con chuột nhìn thấy khi xem cảnh phim trắng đen vào thập niên 1960, trong đó nhân vật nam chạy về ô tô và mở thùng xe. Thuật toán có thể giải mã cách con chuột suy nghĩ khi xem phim thông qua việc hệ thống mối liên hệ giữa tín hiệu não với các tình tiết phim. Chúng tôi đặt câu hỏi liệu có thể thực sự tái hiện những gì con vật nhìn thấy chỉ nhờ vào dữ liệu thần kinh hay không. Nhà thần kinh học Mark Henry Mathis từ viện EPFL giải thích. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng thuật toán Shepra mới của mình. Kết quả thuật toán được đánh giá là có thể mô phỏng chính xác hơn 95% những gì con chuột cảm thấy khi xem phim. Ở thời điểm hiện tại, khoa học vẫn chưa thể hoàn toàn tái hiện những gì một cá nhân suy nghĩ và cảm nhận nếu chỉ nhờ vào dữ liệu tín hiệu não. Tuy nhiên, thuật toán Shipra là bước đi đầu tiên trên hành trình dài rộng đó. Các nhà nghiên cứu cho biết mục tiêu của Shipra là khám phá cấu trúc của những hệ thống phức tạp và ứng dụng lâm sàng của nó có thể vượt ngoài phạm vi khoa học thần kinh. Ông Mothis cho biết, hy vọng một ngày nào đó có thể ứng dụng thuật toán Shipra trong lĩnh vực giả thần kinh, giúp khôi phục thị giác hay cử động tay của bệnh nhân. Dù vậy, khả năng ứng dụng của Shipra hiện vẫn còn sơ khai thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại